cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của Trúc Phương nha. Cả nhà bây giờ là một buổi chiều ở quê Trúc Phương luôn. Thì đây Phương có đem theo một cái thùng bê với lại là một cái rổ của mình nè, để Phương dẫn cả nhà mình đi ra phía ngoài ruộng á, đặng mình thăm cái giếng mà Phương đặt hôm hổm. Khi hổm Phương mới mua một cái giếng mới luôn, Phương đặt ở ngoài ruộng chỗ cái đường mương của mình á. Giờ Phương mời cả nhà mình đi theo Phương buổi chiều hôm nay, đặng mình thăm thử coi sao nha. Đây mình đem theo cái này mình đi thăm. Cả nhà cùng đón chờ và ủng hộ cho mình nha. Đây, chiều nay trời mát rồi cả nhà ơi. Lại trời mưa, thành ra là trời buổi chiều nó mau mát mà nó tối trời lắm. Đây mình trồng hai bên hai hàng bắp nè cả nhà. Mới có ương lên cây mình gãi hộp à. Ở đây hổm mần cỏ cái mình có chừa lại mấy cây đậu bắp nữa nè. Gió mình chút ra nhà gió mới cáo luôn. Nghe nói nha, là gió mới mình nói mình đặt á là nó sẽ chạy cáo lắm luôn á. Thử thăm thử coi sao. Mình đặt ở trên con mương ở đây thì đây có con mương nhỏ. Ở phía bên đây thì có nguyên một cái con mương lớn. Đây nguyên một con mương lớn thì mình sẽ đặt cái cá nó sẽ đi vô mương nhỏ thì mình chặn ngay cái mương nhỏ ở đây. Giờ mình xuống mình thăm nha. Ở đầu nó xuống để mình ly lại đây nè. Mình vũ từ từ lại để hơi hơi là nó sẽ bị hỏng chân á. Tại hôm qua Phương đặt á, Phương có gài ở phía dưới chân vòng vòng ở đây trơn à. Ôi các con nó vô nè. Mình gài vòng vòng chân ở dưới này nè, cho cá nó chỉ đi được ngay chân cái đường này thôi. Lúc trước á mình cũng có mua cái giớn nữa, mà cái giớn lúc trước của mình á thì cuột ở trên đầu. Chiếc này mình rút kinh nghiệm hơn là mình mua giớn loại kéo sang tia cho nó dễ cả nhà ơi. Ôi có vô rồi cả nhà ơi. Wow, có tép nữa. Ơi có một lương bự nữa nè. Ôi ô vô lưng bự nữa nè cả nhà ơi. Ngon quá, kéo lưng bự con ơi. Trời ơi kéo lưng né đi. Ôi thác lát nữa. Thác lát nữa. Xúc lát nữa kìa. Để mình đổ cho cả nhà con. Không được, con để lên xích xích lên mấy đứa con vịnh sôi cho cứng nha. Lấy cái gỗ lại, lại đưa đây mày vịnh gỗ cho. Nè mày vịnh sôi. Cá lồng tâm nữa. Của con nữa, đủ loại luôn á. Đây, đây nè cả nhà. Ôi, có mương to quá luôn nè. Wow. Biết rồi.
quá to cả nhà ơi. Ôi con luôn ác. Luôn lại luôn nhất con ơi. Nè cả nhà ơi. Ôi ơi luôn nó to cả nè. Không bữa con ném lên mấy bờ đi. Nè cả nhà ơi. Ném lên mấy bờ. Ôi cá lóc nữa. Cá chê nữa nè. Hai con cá chê luôn cả nhà. Cá lóc cá rô nữa nè. Có con lươn này là to cũng kiếp to luôn. To so quá các bạn. Cái tay của Phương nè. Ừ, nó bằng cầm tay luôn luôn. Kéo cái dài à. Ôi. Kéo dài cả. Biết luôn. Ở đây có con cá rô nè cả nhà. Thác lét nữa nè. Mấy con tép lộn dưới hết rồi. Trong cái xô thì hơi khó để mình lên bờ mình đổ gỗ. Rồi con ấy đó con tép cái vớn lại cái đi. Cái vớn con để đó túi mình bờ đi. Mình vớn lại rồi mình lên bờ cho cả nhà xem luôn. Cái xuồng mình để trên kia rồi. Để giờ bữa mình kéo cái xuồng vô đây nè. Cái mình đi thăm á. Mình đi thăm bằng xuồng á. Nó dễ hơn. Đây cái nhà ơi, thành quả của mình. Ôi con lo. Con lươn khủng khiếp lươn luôn cả nhà. Ôi lươn luôn. Ôi nó nghe bẹt bộ. Cứ căng nó ra đây. Đây mình bỏ vô bỏ vô cả nhà coi nè. Khủng khiếp lươn luôn. Với mấy con cá nè. Có mấy con tép nữa. Đây nè. Cái nhỏ thích mình đổ lên cho gọt. Nè tép đây. Mang tép nữa nó xanh dần. Cái sặc con. Tép này là tép cháu. Con mấy con cá có con cái sặc con đó con thả nó xuống luôn. Đây nữa nè. Đây có con cá chốt. Nhỏ xíu xíu nữa. Mình thả trơn mấy con tép nhỏ này luôn, ít quá cả nhà ơi. Nên mình thả hết luôn á. Đây còn dưới quá trời dưới đây nè. Ôi có con cá chốt. Ôi tên hóng đồng rồi. Thả xuống dưới. Ôi thác lát. Thác lát đó mình đem về mương của mình. Mấy cá này thả luôn hả mẹ. Nè cho cái nhà coi này nè. Con cua bé xíu xíu nữa nè cả nhà. Với con cá chốt. Hai ba con cá chốt con luôn nha. Tiêu tiêu với con cua nha. Tiêu tiêu nữa nè. Con đem nó thả xuống nước. Rồi con lươn khủng khiếp lươn cho cả nhà. Biết lươn rồi. Cả nhà. Ôi cái nhà thành quả hôm nay của mình được cũng nhiều lắm luôn á cả nhà. Con lươn này nếu như mà ngày bình thường á là mình bán được nhiều tiền lắm luôn á, nhưng mà hiện tại đang là mùa dịch á, người ta không có còn thu mua nữa cả nhà ơi. Uổng quá trời luôn á, không thôi là mình bán được nhiều tiền lắm luôn. Con lươn này bự hơn con lươn khi hãm á, mà mình đi bắt được trong lúc mà mình theo máy chục nữa. Con này bự hơn nữa. Nhưng mà đang dịch bệnh nên là người ta không có mua nữa. Uống quá trời luôn à. Thôi mình cũng xin phép dừng video ở đây luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của mình. Cả nhà hãy cho mình xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.